Nhưng mà con là người yêu của nó, con phải biết chăm sóc người yêu chứ con. Ủa, con chăm sóc dữ lắm á. Nhưng mà chị Liễu chị làm rồi, con khỏi làm. Vậy nghe, con đi lên lầu với ảnh. Trời ơi, hai người làm gì vậy hả? Rõ ràng rồi nha. Thì ra hai người dàn dựng, hai người lừa gạt tôi. Anh làm gì trong phòng tôi vậy hả? Tôi chắc là tối qua tôi xỉn quá, tôi vô lộn phòng. Không, tôi thề đó, tôi không có cố tình, không có ý gì hết. Thôi đi, anh là đồ sở của anh đúng không? Anh làm gì tôi? Tôi không có cố tình. Anh gạt em đúng không? Được rồi, vậy thì cái nhà này thì ra nè, em không tin anh hả? Em tin anh. Em tin anh lắm, nhưng mà em không tin nhỏ này. Nè, ha, cô thấy anh sai, cô lợi dụng, cô muốn xàm sỡ anh đúng không? Được rồi, cô đụng tới anh đi, tôi banh xác với cô luôn. Nè, có mà đụng tới anh, người xàm sỡ, cô nói gì vậy hả? Đừng, cái gì cũng nói được nghe chưa? Còn anh nữa. Tôi biết cô là người quen của ba tôi. Đúng lý ra thì cô có thể ở đây đến lúc ba má tôi về. Nhưng mà vì đây là nhà của Đào, Đào là người yêu của tôi, tôi không muốn làm cho cô buồn. Vì cô rất là ghen, cho nên cô hãy ý tôi không? Ok, vậy thì tôi đi. Hello cô hai. À, đừng giỡn. Dạ. Trời, vậy đi. Vậy đi. Anh chưa kịp giải thích gì hết mà xỉu rồi.